Ban Chỉ huy quân sự huyện Thới Lai vừa tổ chức huấn luyện cán bộ đơn vị dự bị động viên tiểu đoàn bộ binh huyện năm 2023. 45 sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc tiểu đoàn bộ binh huyện Thới Lai được huấn luyện các nội dung về giáo dục tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống nhiệm vụ của đơn vị, nội dung cơ bản của luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, giới thiệu một số động tác điều lệ đội ngũ mới sửa đổi năm 2011, những nội dung mới về tổ chức biên chế của địch, nội dung phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu, giới thiệu tính năng chủ yếu, một số vũ khí trang bị mới.